Hello, Tống Phương xin chào quý vị và các bạn ha. Sáng giờ không có ra xem ổ dịch coi nó có đẻ không các bạn. Nào ra anh xem coi nó có đẻ không nha các bạn. Đẻ mình coi con có đẻ không, trứng nào không. Có đẻ mấy bạn ơi. Đẻ được hai trứng à, ba con mà sao đẻ hai trứng à các bạn. Nay chắc con kia nghỉ đẻ quá, con để trứng non nghỉ đẻ quá, được hai trứng lụm trứng mới đẻ mới cáo các bạn. Cái này cũng mới mà nó dậm sình. Được hai trứng. Cái này hai trứng này mình nắng đất mình nướng thử coi có được không nghe các bạn. Đó mình đi chăn vịt, đó mình cũng có nuôi vịt đó. Chăn lượm hột đồng mình nắng đất mình nướng rơm, mình đem rơm mình nướng nha mấy bạn. Ăn im lắm. Để cái này mình nắng đất mình nướng hai trứng này thử coi sao nha. Xuống sông mình lấy đất xét nha, xét sình nha các bạn, xét sình ốp vô trứng nha các bạn, ốp vô nướng nha các bạn ơi. Này quá sình nướng mềm quá nó sợ nó bể quá mấy bạn. Trứng nướng hột vịt nè mấy bạn, nắng đất dày dày chứ nướng nó không có bị bể nha các bạn. Mà đất sình á nướng nó hay hơn cái đất mà nó khô, dẻo dẻo khô nướng nó màu khô của nó bể. Trời chỉ mưa tới các bạn ơi. Ơi rửa tay cái mấy bạn ơi. Chỗ này có đống củi khô quá trời, mình bẻ mấy củi và nướng vịt nha bạn. Mới củ khô mấy bạn ơi. Kiếm thêm nữa chứ nhiều này nướng không chín nổi. Để hai trứng lên đó đó mà bạn ơi. Trứng lên củi. Đốt xác nhà quá không biết sao không kéo ra. Xác nhà quá kéo ra chút mấy bạn ơi. Cháy quá bạn ơi.
có mấy cái thùng xốp này là mồi đại tài luôn nha mấy bạn. Cháy yếu quá mà. Đừng cháy đừng ngúng. Queo luôn rồi. Lâu quá mấy bạn ơi, cũng chậm quá. Cháy rồi mấy bạn ơi. Gần quá cháy cái điện thoại luôn quá mà. Đi xa xa ra mới được mấy bạn ơi. Gần là gió nóng quá và gió thật nóng quá và đây. Là ba lửa đã tàn á, mình khiêu ra có chín chưa nha bạn. Mấy vịt mình ngủ chỗ cây quýt đó không các bạn, đẻ ra luôn lụm ghét rồi, cái lâu lâu cái bắt đầu cái về điểm khác nữa. Cái này rớt có hai hộp ngưng đẻ thành con rồi các bạn ơi. Như gió sớm giờ khói quá khói các bạn ơi. Nào tàn ba lửa đó, bắt đầu mình lấy cây mình khử mấy trứng nó ra coi, bắt đầu nó chín chưa các bạn. Đất đất nó khô là chín. Anh vô nhà kiếm ba muối ớt gà ăn vịt nướng các bạn ơi. Ăn vịt nướng mà không có mặn mặn ăn không không nổi các bạn ơi. Mình nướng hai trứng mà thấy bể hết trứng rồi đó các bạn ơi. Cái trứng mà mình ướp đất nãy mỏng quá là nó bể xì. Còn trứng bên đây mình ướp dày nó không có xì nữa bạn. Nên dít lên cho các bạn xem. Đó, cái trứng này là mình ướp đất nãy nó mỏng dần bị xì rồi các bạn ơi. Trứng này nó dày hơn nó không bị bể nhưng mà không biết chín không. Trứng vịt nướng mà lửa yếu quá nó không chín tới trọng nổi nha mấy bạn. Mình đây thì củi đốt nãy giờ nó thấy
lâu lắm rồi. Để hồi mình khiêu ra các bạn, cho mình khiêu ra luôn rồi nè. Trứng này nướng dày nó không bể, mà nướng bên kia ốp đất mỏng nó bể mà. Bị bể rồi, bể tan tành luôn. Phải nó lụm ra nó ngủi ăn mới được các bạn ơi. Nóng quá, nóng cầm được không nữa. Nóng quá các bạn ơi. Bể đất bốc khói luôn. Không biết nó chín không. Còn trứng này thì nứt rồi các bạn ơi. Nóng. Nóng quá, nóng quá. Ngồi ngủ một chút cái mình lột ra mình ăn luôn nha các bạn. Này mình nướng hột vịt chín rồi đó các bạn ơi. Rồi anh em bạn bè của bác dùng hột vịt nướng mình nha. Chấm mà muối niêm các bạn. Nóng quá. Quá các bạn ơi. Anh em ăn bè dùng trứng mình ha. Trứng vịt nướng các bạn ơi. Nướng khét luôn. Khét đít luôn. Này trứng này nó bể các bạn ơi. Nắng đất mỏng quá là nó bể rồi. Ngon. Quay cận cảnh cho bạn xem ha. Này, nó chín hoàn toàn trơn hả mấy bạn. Này, nó lủng lỗ là bị lủng là anh xì. Mấy bạn thấy im không? Nướng cũng chín trơn các bạn. Có mớ ớt là ngon lắm các bạn. Mình là biến đậm quá. Chẳng có mình niêm không. Niêm mình
ăn luôn mấy bạn, khỏi lâm ớt mấy bạn, biến ngon bạn ơi, ngon béo ngậy à, chứ muốn im là cay cay nè, có ớt im mốt chất nước ăn nữa, cam nó đẻ chừng 2-3 hôm cái ra lụm à, nướng gà trứng nữa không ạ. Chứ không biết chín không á, cái này tay nãy em nắng đắt dày đó bạn, dày nó có bể mà nó không biết chín không, ở trong nó nhưng cái trồng đỏ nó chưa chín rồi bạn. Quá nóng. Này tại vì mình không rửa, lý do là nó nướng là nó nứt găng găng đó mấy bạn. Rửa nước nó vô mấy bạn. Lọc vỏ nó mình bứt hả, Việt Nam mình ăn ăn dơ lắm các bạn ơi. Đó, trứng này ngon nha các bạn, mà anh em ăn bè dùng trứng vịt mình ha, chấm với chấm muối một bứt lên cá cây. Quá đã, ngày cũng chín trơn luôn các bạn, cho bạn xem nè. Trong cũng chín trơn luôn nè. Rồi các bạn ăn chung mình ha, vịt nướng các bạn ơi, quá đã. Một lần mình đi truyền dịch đó, truyền dịch nó đẻ hợp đồng mà nhiều lắm, kiếm ba cái gươm rồi đó, mình nắng đất mình nướng nha bạn, mà đi ngoài đồng á chừng dịch không có đem muối gì theo, nướng nằm theo trứng ăn đâu có nổi mà không có muối lật nhách ăn ngán, cái này có muối là mình ăn à, nướng ăn cỡ 5 hộp được. Ngon quá, một làm nữa bạn ơi. Quá béo.
Ba ngon bạn ơi. Mình nó quất hết hai vịt nướng luôn hả bạn. Phải bữa nay mà đẻ ba hộp mình cũng nướng hết ba hộp quất luôn. Rồi clip mình quay cho anh em bạn bè xem vui ha. Nay mình làm cái vịt nướng đất nha các bạn. Vịt nướng đất sét. Giáo mình tới đây cũng xin kết thúc quý vị và các bạn ơi. Thì anh em cô bác nào có vô clip mình xem, nếu thấy thích thì bấm đăng ký ủng hộ Tống Phương ha. Nhấn chuông cái bên nhận được video mới nha quý vị và các bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại clip tiếp ha.